Thưa quý vị, tại Việt Nam, các bệnh lý gan đang không ngừng gia tăng là do lá gan đối mặt với nhiều nguy cơ từ hệ lụy cuộc sống hiện đại. Lá gan người Việt khổ nhất trên thế giới vì phải làm việc quá sức so với khả năng bình thường của mình. Theo Hội Nội khoa Việt Nam, các bệnh lý gan ngày càng gia tăng nhanh. Tại Việt Nam, ước tính trung bình mỗi năm ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới và khoảng 22.000 ca tử vong, chiếm tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng là một trong 3 quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao. Các chuyên gia phân tích, đa phần các độc chất khi đi vào cơ thể đều sẽ đến gan. 5 lý do khiến cho lá gan của người Việt khổ nhất trên thế giới là tình trạng lạm dụng rượu bia, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, sử dụng thuốc bừa bãi, virus gây viêm gan.